bán một ngày mới vui vẻ nha. Hôm nay Kho mới về một con 2018 rất đẹp nhất bác. Gió sao gió như mới luôn nha. Gió sao là gió chưa chạy nha bác. Ra không gió nó còn luôn nha các bác. Rồi cho các bác nhìn lốc máy đó nè. Quá mới luôn nha các bác. Xe ba ta đầu còn nguyên luôn. Cái lốc máy nó nhỏ hơn. Vỏ sau của nó là các bác hỏi bàn rồi nha. Cái mông nó là trắng tinh luôn nha các bác. Này đừng nhanh nó nha các bác. Chút sau nó nha các bác. Yeah, rất là đẹp luôn nha các bác. Này quay tí cho các bác coi nha. Đây. Dưới góc nó nha các bác. Đèn nó nè các bác. Chỗ sau thì nó bàn nha các bác. Này. Nó ra nó nha các bác. Mới chạy được có 900 giờ thôi nha các bác. Này yên đó nha các bác. Chạy đi. Không muốn nha.
Cặp kéo sao rồi? Không đó nè. Nói vậy là có 900 giờ thôi nha quá. Kết video nha, nếu có ai chụp like, share cho chú xuống báo kênh nha, tạm biệt các bác.